sau đó là tôi xin nhắc cái tour ngày mai thứ hai đi là quý vị tới dùng địa chỉ 190 Master là headquarter của Viettravel đúng lúc 5 giờ sáng. Tại vì 5 giờ rưỡi xe chạy rồi thì xe sẽ đưa mình đi ăn sáng sau. Go crazy.